Vâng, xin chào các anh chị và các bạn. Video bài học này thì tôi sẽ nói về một cái chủ đề ngắn thôi, một nội dung rất là ngắn và rõ ràng. Đấy là thương hiệu cá nhân thì có kiếm được tiền không? Đấy. Thì bài học trước thì tôi đã nói về việc là tại sao chúng ta cần phải xây dựng thương hiệu cá nhân, đúng không? Thì bài này tôi sẽ giải thích thêm một chút nữa để rõ ràng là bạn cứ thử tưởng tượng đi, đúng không ạ? Nếu như bây giờ Facebook cá nhân của bạn có 100.000 người theo dõi, và 100.000 người theo dõi này đều là khách hàng mục tiêu của bạn, và nhiều hơn nữa bạn có vài trăm nghìn hoặc là 1 triệu, một vài triệu người theo dõi, hoặc bạn có một cái fanpage có vài trăm nghìn người like hoặc là một vài triệu người like, bạn có một cái kênh Instagram cũng có vài chục nghìn người theo dõi, bạn có một cái kênh YouTube vài chục nghìn, thậm chí vài trăm nghìn lượt sub, thậm chí nếu mà bạn làm tốt có cả triệu lượt sub, bạn cứ thử nghĩ đi, bạn có cơ hội kiếm được tiền không? Một lời bạn nói có thể sẽ giết chết một thương hiệu. Một lời bạn nói có thể làm cho một thương hiệu trở nên bán rất chạy. Đúng không ạ? Gần đây có một cái bạn chuyên làm review khách sạn, nhà hàng, quán cà phê này kia. Và cái bạn Pắc Pắc gì đấy, tôi không tiện nêu tên. Bạn ấy review một cái khách sạn 5 sao, là cái khách sạn 5 sao đấy ăn đòn luôn. Đúng không ạ? Thế thì đấy là cái tầm ảnh hưởng của một cái thương hiệu cá nhân. Nó được thể hiện thông qua việc là kênh YouTube có hàng triệu lượt xem. Và nó tạo ra cái sức ảnh hưởng đối với các sản phẩm, với các dịch vụ hoặc là với chính cá nhân đó. Đúng không? Thế thì trả lời cho câu hỏi là nếu có thương hiệu cá nhân thì có kiếm được tiền không? Câu trả lời là có. Thậm chí rất nhiều tiền là đằng khác. Bạn có thể kiếm được vài chục triệu, vài trăm triệu, thậm chí cả tỷ đồng, với cách là bạn khai thác cái thương hiệu cá nhân của mình làm sao cho nó phù hợp tốt nhất. Bạn cứ thử tưởng tượng, đúng không ạ? Một status có thể thu được hàng chục tỷ tiền từ thiện, một status có thể thu được hàng chục tỷ tiền đầu tư, một status có thể bán được hàng trăm đến hàng nghìn đơn hàng, đúng không ạ? Một status có thể có hàng trăm khách hàng mua hàng sản phẩm của bạn, đúng không ạ? Một status của những cái người trong lĩnh vực coin có thể thổi giá một đồng coin lên đến vài chục, thậm chí vài trăm lần. Đấy là chuyện có thật, đúng không ạ? Đấy, thế thì bạn có muốn làm được điều đấy hay không? Bởi vì là lúc này nó dựa trên uy tín thương hiệu và cái quan điểm của những người mà đang theo dõi bạn, những người mà đang xem bạn, có yêu thích bạn hay có đánh giá bạn cao hay không. Đúng không ạ? Đấy, thế thì một số những cái ví dụ tại Việt Nam và một số những cái ví dụ trên thế giới để các bạn có thể hình dung ra được. Ví dụ như tại Việt Nam chẳng hạn, như là một MC rất nổi tiếng, đúng không ạ? Anh ta có thể đi đóng các cái bộ phim quảng cáo, anh ta có thể là bán các hình ảnh đại sứ thương hiệu, anh ta có thể kêu gọi những cái lời từ thiện, anh ta cũng có thể là được những cái rất nhiều cái lợi thế khi đi mua bán hay là khi đi làm việc với các đối tác, đúng không ạ? Hay là ở Việt Nam các cầu thủ bóng đá, nhất là cái lứa U23 vừa rồi rất là thành công, thì ngay lập tức có một cái fanpage hoặc là có một cái Facebook có thể có hàng trăm nghìn đến cả triệu người theo dõi, kết bạn. Thế thì từ đó chúng ta có thể bán mỹ phẩm, bán đồ thể thao, bởi vì chúng ta có một cái lượng fan nhất định. Hoặc là chúng ta có thể đăng status để kiếm tiền từ việc là PR thuê, quảng cáo thuê thông qua status cũng rất là tốt. Đấy. Hay là những cái nhà báo nổi tiếng ở trên các cái kênh truyền hình hay là các cái kênh báo chí, hoặc là các blogger hoặc là vlogger vân vân, đều có thể là có những cái tầm ảnh hưởng rất lớn. Thế còn ở nước ngoài thì chúng ta thấy rồi, Cristiano Ronaldo, đúng không ạ? Rồi thì Messi, đấy là những cái người mà hoạt động trong lĩnh vực bóng đá. Rồi thì các cái cầu thủ bóng đá, ngoài ra thì cũng có những cái ngôi sao Hollywood, các ngôi sao ca nhạc ở trên thế giới, đúng không ạ? Họ cũng có những ảnh hưởng rất lớn. Kênh YouTube của họ có hàng trăm triệu lượt xem, Instagram cá nhân cũng có hàng chục triệu lượt theo dõi, vân vân. Thế thì họ có thể kiếm được rất nhiều tiền nếu như họ quan tâm, hoặc là họ có thể có những cái cơ hội là tung những cái sản phẩm mới ra, có một cái lượng khách hàng, có những lượng fan nhất định, thì thế là rất là tốt. Thế còn đối với những người bình thường như chúng ta thì sao? Tôi đánh giá là chúng ta là những người bình thường, chúng ta hoàn toàn có thể trở thành người nổi tiếng. Ví dụ như là các cái YouTuber, người ta có thể tạo ra một kênh review rất nổi tiếng, hoặc là các Facebook, các hot mom, các hot girl,
hay là các hot Facebooker, hoặc là những cái nhà văn, những người viết, những cái nhà báo, hoặc đơn giản như thầy Phan Anh cũng là một người mà cũng có những cái thương hiệu cá nhân nhất định, không phải là quá nổi tiếng nhưng mà có ở mức độ nhất định. Thì đấy, chúng ta thấy rằng là không phải cứ là người nổi tiếng mới xây dựng được thương hiệu cá nhân nhá, và không phải cứ người nổi tiếng mới kiếm được tiền. Bạn sẽ thấy rằng là ngôi sao bóng đá Hollywood hay là showbiz hay là nghệ sĩ này kia thì cái nhóm đấy nó cũng nhỏ thôi, cơ bản là cái nhóm bình dân như chúng ta ấy, làm những công việc công sở, làm nhà nước, đi làm văn phòng, bán hàng online nó mới đông, chứ cái độ kia mấy đâu. Thế thì chúng ta hoàn toàn có thể xây dựng được những cái thương hiệu như vậy. Chúng ta cũng có thể học hỏi cách làm của bạn là Kelly Jenner của nhà Kim, đúng không ạ? Cô Út nhà Danisa đấy. Thế rồi thì các cái nhà văn nổi tiếng hay là các cái blogger hay Facebooker hay YouTuber hay là Zalo vân vân, rất nhiều cái chương trình, rất nhiều cái case study để các bạn có thể tham khảo. Thế thì cái bài học này tôi như tôi nói là có hai ý chính thôi. Ý chính thứ nhất là tôi giải thích cho việc là có kiếm được tiền hay không, thì câu trả lời là kiếm được, kiếm rất nhiều tiền. Câu hỏi thứ hai, ý thứ hai là tôi muốn nói về việc là giới thiệu một số những cái case study cụ thể ở Việt Nam và trên thế giới. Và ở trên thế giới thì các bạn biết rồi, đấy là bạn làm Kylie Jenner, nhà Kim Danisa, thì bạn này năm nay mới có hơn 20 tuổi, bạn ấy sở hữu một kênh Instagram có hơn 100 triệu lượt theo dõi, và bạn ấy xây dựng một đế chế mỹ phẩm trị giá 1 tỷ đô la. Đây là do Forbes đánh giá nhé, không phải là từ tùy tiện đưa ra con số đâu. 1 tỷ đô la bởi vì là bạn ấy có thể là bán hàng bằng cách là đặt sản xuất gia công, gắn thương hiệu Kylie Jenner vào thương hiệu của chính bạn ấy, đúng không ạ? Sau đó đăng lên Instagram bán, thế là khách hàng đang theo dõi ở trên Instagram thích cô ta, bấm theo dõi rồi, bấm vào cái bài viết của cô ta, chạy về website. Trên website thì có mỹ phẩm thương hiệu của cô ta rất uy tín, giá hợp lý, mua hàng thì bên công ty sẽ ship hàng, giao vận, thu tiền trực tuyến online tại Mỹ hoặc là một số nước châu Âu toàn cầu. Và cô ta có doanh số hàng trăm triệu từ việc bán mỹ phẩm, trăm triệu đô la. Thế còn ở Việt Nam thì các bạn có thể có doanh số hàng trăm triệu, hàng tỷ đồng, thậm chí hàng tỷ, hàng chục tỷ đồng, hàng trăm tỷ đồng nếu mà các bạn biết cách làm tốt, nếu mà các bạn kinh doanh mỹ phẩm, kinh doanh thời trang, quần áo. Có những bạn mà live stream cũng không phải là có thương hiệu đâu, nhưng mà live stream nhiều, bán tốt, có cái doanh số. Tôi được biết có những bạn bán quần áo live stream giá rẻ, khoảng độ vài chục ngàn, 100-200 ngàn một món sản phẩm, có thể kiếm 100-200 triệu trong một buổi tối live stream. Cái đấy là có thật, tôi đã chứng kiến trực tiếp, tôi đã hướng dẫn cho các bạn ấy làm, rất kinh khủng. Đấy, thế thì chúng ta thấy rằng là cái sức mạnh của Internet, sức mạnh của mạng xã hội là không thể phủ nhận. Chúng ta không cần hoài nghi về điều đấy. Nếu chúng ta hoài nghi thì chỉ có thể là hoài nghi về chính bản thân mình, rằng là mình có làm được việc đấy hay không, tại sao người ta làm tốt thế, chứ không phải hoài nghi về việc là ồ, trên YouTube hay trên Facebook tôi có cơ hội hay không. Cơ hội là rất nhiều, là bao la, là bát ngát, vấn đề là bạn có làm được hay không. Ok, và chúng ta kết thúc cái bài học này ở đây, và xin hẹn lại các anh chị và các bạn trong bài học tiếp theo. Xin cảm ơn các anh chị rất nhiều.